Đi lên vòng ngoài má. Vòng ngoài thì làm tao. Lóc cả hang đó bác. Lóc có cốc đấy. Lóc không có cốc nhặt đâu. Cho cốc nhặt đúng không? Lóc nó. Lóc cái này hép hép rồi. Cũng là cá nó phải yêu hồ liệu. Này mau cứu quan hệ tướng. Con lót rồi, 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 con lót rồi
Thank you.
đi, con lấy cho mẹ đi. Cho mẹ đang có lợi lắm nha. Dạ. Đi con. Con mách cho em xem mới. Sáng bây giờ rồi. Con xem xe mới nào.
Có ba mẹ nữa. Nhưng mà nhà đi để mẹ đi lấy con gái ra kia.
ăn cùng tớ đó. Ừ, nó ăn thế cái thế kia chứ cũng nói chung nhau á. À, có ăn à, mới ăn cái mà cái khác ăn rồi đeo quá mình cái đo cánh đó kìa đủ bút đo á anh chị lại á cái cháo này cái cháo với cái cơm ở trên tay á ghế trên tay với ghế lớn hơn rồi. Cái ngọt cái này cái rau này chắc đi được phát lắm ăn cái bây giờ rau á lên đi lên đi ấy nhưng mà vẫn nhiều chắc hoạt lắm
Oh,
Mày kêu hết vào thôi đấy. Mua mua nè. Thank you.
tao nằm phải thấy chiếc bê liệu, ăn ngồi đi. Ăn ngồi đi con này. Ghế con này. Em nhớ hết. Xong la la. Bác này hô hết hô. Ô sợ hô hết ăn ngồi hô chơi nằm hô lặng hết con này. Ờ, phân nít. Ừ, chơi nằm cho ngủ ăn sợ tha phải thấy chiếc bê. Ừ. Sợ mình bơ ơi mình á. Ừ. Nó cho ngủ. Thế em thấy có. Nào, sợ em. Cái ổ này. Cái mặt ở lâu nằm tới đây. Nó nằm ở đó. Bom đi cái những hành nó nằm đó. Thank you.
Chưa được cân. Ngon hơn tao tao tao. Không rồi đi đấy. Lu cả đêm chó như chủ nhân. Bắt đây cái gì đó. Chủ nhân hết cả đầu tại tao đấy. Bắt đây rồng nữa. Bao nhiêu đó? 15.000 rồi. 10.000 đấy. Không. Chó không. Mới à, bộ này mới à? Vâng, mới nào chó mới nào. Cho thêm con nữa mới được năm nay. Đây bán em đổi ra. Không có đâu. Cả nhà không có tiền. Thế em không có. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bông phân đấy. Bà nghỉ lấy thịt gì á? Bà thịt mẹ cô. Đi lấy từ buổi chiều đặt một cái này. Thank you.
Đây là có 1.000 đô tiền đấy, mua có. Vườn gì? Đi quay về giờ. Thì từ đây. Đang có tiền á? Đang kiếm được. Đang không được à? Thôi lấy thôi, lấy 1.000 cũng đỡ hả? Tôi xin nhé. Đây xin ăn. Thì mày khai là bao nữa nha. Đấy cả kín nó lọ. Lâu chia tụi bốn bấu con đấy. Chia bốn bấu, đấy cái gì kín lọ. Món cái kín em này quỳnh. Hấu thịt thì ăn hết cả. À ăn bỏng hết với bằng cả ăn cả. Ừ, ăn bỏng con sấu rồi này. Chia kín lọ.
ngồi đây mẹ gọt lên chuột cho, tí mẹ nhích thưởng cho. Thưởng gì? Thưởng gì thì thưởng. Ngồi xuống đây.